Đúng là câu nói người ta nói nước chảy đá mòn. Đúng là quả không sai các bác ha. Nghĩ lưỡi bằng chẻ mà nó chẻ lát không. Nó chẻ lát không mà nó mòn nó hót gì. Chẻ có mười mấy gần 20 công lát à. Nó nghĩ cho nó hót gì nè các bác. Đúng là nước chảy đá mòn không. Đó thì cái cây lát mà mình nghĩ đâu có cứng đâu ha, nó hót vậy đó. Nó lưỡi này lưỡi mới của mình ha, mình làm mà đó đó ha, đó mới mới đập ra nó vậy nè, nó vậy mà trẻ mà tới nó hót thì gớm à, sợ thiệt chứ. Đó các bác thấy cái lưỡi mới của mình nó vậy nè, mình chưa trui nha, mới làm nguội thôi. Đó cái ngàm này phải chuẩn nha. Đó. Khi đó mình làm như vậy nhưng mà tới chừng là nó mòn nó hót như vậy khiếp không, bác thấy khiếp không đó. Khiếp thiệt ha, đúng là dữ dằn thiệt chứ. Khi mình nghĩ không ra luôn, nhiều cái điều rồi. Từ cái lưỡi cũ bây giờ mình làm nó cũng y gan lưỡi mới anh em ha. Đó. Từ cái cũ mình sửa chữa nó sẽ lên rồi nó sẽ thành giống như y cái lưỡi mới của mình thôi. Đó. Thì nó cũng vẫn thế. Nha. Bởi vì sao mà mình thấy cắt cái này không phải mình cắt bị lỗi anh em ha, này mình cố tình mình cắt ha. Bởi vì cái lưỡi này á, nói này mình nghe chơi thôi. Chứ anh em mình ở đây không có chỉ tỉnh Trà Vinh, mình với Bến Tre, Vĩnh Long mà làm lát thôi. Trước kia Long An cũng có làm lát nữa. Đồng Tháp. Đó. Khi mình đóng vô đây hồi đó, nó có cái cự nó đóng vô vậy, nó đóng từ từ chẻ từ từ mòn nó đóng từ từ hai bên có hai cái cự giống vậy đó, thì tức là ta đóng vô từ từ cái lưỡi này vô thì nữa ở nhà người ta tự, nếu mà nó đóng nó đã độn như vậy rồi, nó bị độn sát rồi thì người ta sẽ lấy máy mài hoặc ta lấy cái đục sắt ta đục một đường ở đây là mình có cắt sẵn đây rồi. Chỉ là cắt một đường nữa thôi, một bên nữa thôi là người ta sẽ sử dụng tiếp ha. Đó là ta chống chế khi nó mòn, bị mòn rồi. Tức là lưỡi mới của mình cũng vậy, chứ không phải mình làm nhiều cái dao thẩm mỹ tới mức độ không có một cái lỗ nhỏ ở trên cái thân mà mình cắt mà bị lộn như vậy thì không phải anh em ha. Đó là cái ý của mình thôi. Sẵn mình nói luôn, lên để anh em hỏi cũng vậy. Cái gì mình làm mình có dữ liệu trước đó. Thêm một cái tại vì sao mà mình làm cái lưng để cho thẳng nha. Cái thẳng và cái cong thì nó không có cái gì mà xảy ra trong cái việc mà xài được và không được đó. Nhưng mình tính toán cái lưỡi thẳng như vậy, cái lưng thẳng như vậy, lỡ mà sau này bà con ta có sử dụng đó, sử dụng mà khi cũ rồi đó, người ta sẽ hớt một đầu bỏ ha. Khi đó giống như vậy, người ta hớt một đầu người ta bỏ đó. Ở đây người ta chỉ hớt nhẹ ở đây thôi thì người ta trở thành một cái dao người ta sẽ sử dụng tiếp nữa, người ta lấy chỉ ta vô cái cán nữa thôi ha. Ở đây người ta hớt đây cái nó sẽ thành cái dao vuông là để người ta sắc đồ ăn hay gì trong gia đình của người ta, là cái lưng này mình vẫn giữ nguyên để cho nó thẳng, khỏi mất công người ta sửa thêm một lần nữa ha. Đó là mình tính về sau đó, cũng giống như là cái thêm nói cho hết luôn đó. Giống như thí dụ là cái dao này của Bắc Phong nè đó,
đó, nó giống như vậy. Con dao nó giống như vậy. Bắp phong xài thời gian nó lên mũi đi, đó. Nó lên mũi giống như là cái dao này, cái dao bắp phong này ha. Thời gian cái nó xài lên mũi. Đó, nó lên vậy đi. Bây giờ thấy chán quá, mình xài thời gian chừng 10 năm rồi. Nó chán quá, nó lên cái mũi, mất cái mũi như vậy đi. Đó, nó mất cái dáng đi, bây giờ nó trui đàn đập ra nữa thì cũng được, nhưng mà thôi cũng chán quá, bây giờ chán quá. Thì qua lò rèn mình làm lại cái dao khoai nha. Đó. Mình sẽ dứt cái đầu này bỏ luôn. Đó. Mình lên lại cái dao khoai. Đó. Dứt cái đầu này bỏ, cắt cái đầu này bỏ. Đó, nó trở thành về cái dao khoai của mình ha. Nó sẽ quay về nguyên cái cổ này giữ nguyên luôn. Đó là tức nguyên cái cổ này mình giữ nguyên ha. Đó, nó sẽ ra cái hình dao khoai. Cái ra cái dao khoai một thời gian mình xài 10 năm nữa rồi. 10 năm nữa mình thấy chán nữa rồi bắt đầu. Đó. Bắt đầu mình lên lại, mình làm cái dao mắt giót ha. Cắt từ đây. Cắt dài vô đây. Đó. Bắt đầu cái mình lên lại mình làm cái hình dao mắt giót để giót nang. Để này nọ làm kia đồ nọ. Đó, anh em thấy có phí không? Đặt con dao ví dụ 1-2 triệu mà mình xài nó qua 3-4 dòng dao ha. Đổi chuyển tùm lum. Hôm nay mưa nói chuyện tào lao cho anh em ha. Đó, anh em thấy cái ấy chưa? Xài từ từ cái nó từ đây cái nó vô mấy này. Cái từ từ cái mình cắt vô đây. Cái từ từ cái mình cắt vô đây là nó thành còn cái dao. Nếu mà cái dao của mình ở trong đây nó dày thì mình cứ cắt dài vô mình làm nhiều cái loại dao anh em ha. Đó, biết chừng nào mà hết con dao này diện vợ nó 800 gram mình xài biết nào nó còn chừng 500 gram anh em. Ha. Mình tính về đặt cái đồ nếu mà chuẩn đàng hoàng mình xài được á thì mình cứ hoài mình làm hoài mình xài ha. Tính ra dữ quá. Ớn thiệt. Rồi bây giờ mình đi trui già. Ôi, mình trui già rồi anh em ha. Tôi già rồi mài không tối luôn. Thử anh em chơi. Đây là cái lưới cũ anh em ha. Nó nhỏ hơn cái lưới này nè. Gì không thấy gì đâu. Đây là nhỏ hơn lưới này nè ha. Lưới này lưới nhẹ, lưới nhỏ, lưới cũ, còn lưới dưới lưới mới. Trồng hát quá trời lớn rồi nè.
Rồi. Rồi xong, mình đã hoàn thiện hai cái dao. Rồi thì bây giờ hai lưỡi dao bằng chẻ lát thì mình đã hoàn thiện ha. Hoàn thiện rồi thì bây giờ tiến hành tới nữa mình sẽ làm việc tiếp nữa anh em ha. Bữa nay chưa làm cái mắt giót được luôn đó. Rồi thì bữa nay một lát nữa mình sẽ tiến hành ra thép rồi mình đập cái mắt giót rồi anh em mình cùng xem nha. Đó, tại cái mắt giót này làm một ngày làm cũng trống trơ trống trắc chưa được cái gì anh em ha. Cái mắt giót này làm cái hệ thẩm mỹ cán này cán xịn luôn á. Rồi thôi vậy mình cũng xin xuống clip và hẹn anh em mình lại clip sau ha. Đó, bây giờ mình giải quyết ba cái đồ cũ cho rồi anh em ha. Đơn mà từ 2 tháng đến tháng rưỡi đồ đó là mình giải quyết cho nó ấy. Đó, 2 tháng có số đơn là 3 tháng còn một vài đơn nữa thôi, không còn nhiều nữa. Rồi tới nữa cái mình lãnh đồ anh em rồi dần dần cái mình làm tới đâu hay tới đó ha. Rồi mình sẽ thông báo cho anh em rồi cái người anh em mình đặt ha. Rồi mình cũng thành thật biết ơn quý cô chú anh chị mình, anh em mình trong thời gian qua ủng hộ mình nha. Giờ tối nữa nó mãi hai lưỡi dao bằng chẻ không tối rồi anh em ha. Đó, 7 giờ mấy rồi đó. Bây giờ mình cắt thép ra cái mình tiến hành nặng mình đập được phần nào đập ha. Rồi, thôi vậy mình xuống clip đây. Hẹn anh em lại clip sau nha. Dạ. Mm-hmm.